Ủa, hình như mình đẹp trai. Mình đẹp trai đó men, nó vậy á. Này. Tôi không bắt đâu, tôi cầm cái bass. Cầm cái bịch. Đây đây. Đây, I got it. I got it, I got it. Here, you take this bag. Nè, cầm giùm em đi. Quá chừng luôn á. Ngon. Nhiều lắm. Đây nè. Ừ, nó bị hơi nhiều. Hồi nãy mình kiếm không chứ. Con này bự gì dữ vậy, kéo không lên. Không, không biết. Trời ơi, chú biết. Nó bị hơi nhiều. Nó bị hơi nhiều. Bịch. Mình đi cho chị. Một lần mấy con luôn. Nè, ăn cho chết luôn. Cái này khác ngon lắm. Ôi, Hiệp cứ một cái chỗ ăn cứ bỏ ra sông. Nè, nè, nè. Ở một chỗ rồi à. Một chỗ rồi. Bắt con lớn, bắt Hiệp chứ là con nhỏ cứ thế mà bỏ bắt Hiệp. Trời ơi, bắt chảo con. Bắt xong cái bịch chưa bạc. Chỗ kia bắt sướng rồi. Đã, dễ hơn nhiều rồi. Có thò dính nè, thò dính nè. Đây, chỗ mày treo con kia đi. Đúng rồi nào. Nãy mày ăn cắp. Một bịch luôn nè, so heavy guys. Oh shit. Oh shit. Nãy giếm địa bàn đó nè. Nãy địa bàn nó đang ngon, cái vô cái là nó mất giá. Hồi nãy tụi em ẹo muốn chết luôn á. Oh my god, nó cầm ba con kìa anh. Trời đất ơi, quản nó bức giỏi lắm nha. Rau rào sâu nó. Trời ơi, tâm anh chỗ ba con luôn kìa. Nó anh phải ẹo 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 lắm. Giúp tụi em nãy vậy đó. Con cái gì nhiều chỗ rồi. Nè, chỗ này nè, rõ á. Nè. Wow. Lên coi, mấy con? Bây giờ mấy con, muốn mấy con. Wow. Mấy con, muốn mấy con. Mấy con. Mấy con, nhiều dữ vậy đây. 5 con. 4 con. 4 con. Đúng một chỗ mình đứng giờ một chỗ là cũng có rồi. Ê quá trời luôn. Nhưng một chỗ có đồ lắm. Không phải Thảo sướng hơn tại vì nước nó thấp. Hồi nãy mình cực hơn. Có con lem mà. Cái này nó cần ướt quần đâu, nó cũng đầy khem. Không cần ướt quần. Không cần ướt quần mà cũng có khem nữa. Ông toàn bắt kìa. Hay quá, nãy nước cao kìa, cái giỏi đi bắt đi, tụi này bắt cực chết. Mà ẹo muốn chết luôn. Nước ẹo. Anh em đứng một chỗ thôi. Chỗ không có. Đứng một chỗ thôi, cái vòng vòng nó sâu lắm, nó rất là sâu dưới đất. Bà Tâm Anh phải thích cái vòng tròn thôi, anh đừng có vòng vòng. Trời ơi, Thái cầm nguyên một bịch bự. Rồi bây giờ Thảo cũng nguyên một bịch bự. Trời ơi, quá trời luôn. Nè nè nè, look how heavy it is. Nó nằm ở dưới đất phải không? Ở dưới cái cát phải không? Dưới sình. Cái chân thập thọc đó, cảm giác gì ta? Ôi, ôi. Mình sồi nhiều ở đó là quá là chết rồi. Có chỗ này không? Lấy ra bắt vào không hết luôn. Một nhỏ luôn. Rồi lên ăn đi, lên ăn đi, đủ rồi. Nằm sâu lắm, thấy là nó cháy chưa? Trời ơi, bây giờ ông chơi sổ hàng. Đúng chỗ rồi, để giật. Ông chơi sổ hàng, ông chơi một lần con số con. Đúng rồi, nó hơi sâu. Hơi sâu, đúng rồi, nó sâu lắm. Cái thò cà sát đẹp kìa, đẹp. Nè, chứ em thế này, để chứ em nè. Nó hơi sâu chút xíu. Hơi sâu xíu, mà đúng chỗ rồi đó. Trời ơi.
Đại giờ ăn nặng á, cái này tạp tạ luôn. Wow, quá nặng luôn. Crazy. Gì? Nặng lắm á. Very heavy, very heavy. Thôi bây giờ mới xách lại hai cái bịch này đi. Rồi tự vô bắt gì? Thôi đủ rồi, mới nghỉ đủ rồi. Mình về mình ăn tính sao đi. Đủ rồi. Salad ready. Nói thiệt, đủ rồi. Bây giờ xách về cũng hơi mệt nữa, nói chuyện. Anh Daniel xách đi, anh Daniel. Ai gặp ai gặp không hai người đi. hai người được chưa? Rồi lên thôi đi xíu đang đây còn con nữa nè, đây còn con đi rửa này, mình đâu có dầu rửa rửa trở về rửa ở đây nước không giờ gần cho mấy bà. À, còn ba con sò nó bắt con luôn rồi đi. Ba con sò huyết á. Ôi dạ. Này mới bớt một chỗ một thôi đó. Một chỗ một thôi. Hai bịch này là ăn cũng chở không hết rồi. Hai người xách đi, hai người xách đi nhỉ. Mười lăm phút hả anh em hả? Mười lăm phút. Không, đúng chỗ, đúng cái chỗ xung quanh đó không có. Xung quanh đó mình em cũng dò xung quanh đó mà không thấy. Mà ngay cái chỗ anh đứng đó, tự nhiên học chân xuống rồi cứ rao à. Thì em muốn đi xung quanh thử á, em không thấy. Mà chỗ đó cứ bốc hoài, có hoài. Tụ lại. Thôi nè. Đúng rồi, lần đầu tiên bắt mấy con này á anh, lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên. Hồi xưa cũng có đi chơi lâu lắm rồi. Bắt là kiểu vui. Mấy ông này, có 5 phút mà làm 2 tụng thì ghê quá. Có 5 phút mà được 2 tụng nhanh hồi nãy. Không, có 15 phút, 15 phút. Mấy bà làm muốn chết mấy bà, đâu mấy bà đi ra sâu quá. Mà ra ngoài làm eo không, không bắt gì mấy đâu. Chụp hình nhiều, chủ yếu là đứng chụp hình thôi. Là đứng chụp hình không gì phải không? Đây là đứng ra đứng chụp hình không. Hồi nãy không có luôn á. Không, tại nhất. Không, từ chỗ. Như cái chỗ mình đang đứng đó rất là cái nhiều cái khu, cái làng nhưng đó. Mà xung quanh đó còn không có. Anh đi vòng vòng anh thúc thử đó, nó không cái làng có đó rồi. Nhưng mà chỗ đó tự nhiên quá trời. Anh hiểu anh cũng đi xung quanh nãy nó có con ở đâu. Sao mà nó bắt hoài. Trời ơi, chừng bên lại cũng còn đó. Ủa, ủa, cũng còn. Kiên nghe cái này ăn đâu. Đó đúng rồi. Cái bớt nặng. Ghê chưa. Nhiều quá ăn không. Cái này chiên được không ha, lăn bột chiên. Thôi luộc ăn luôn được chứ. Đó mình đem về nhà kìa. Làm những vụ về tới nhà lăn bột. Ăn cho hết tại chuyện. Rồi ăn thôi, đem xuống rửa hay sao? Đúng rồi. Không có dơ gì mấy. Không có dơ đâu, cũng nằm thẳng rồi đâu có dơ gì được. Nãy em trà không có dơ. 15 phút. Để có 15 phút. Coi mai có ai bị cảm không nha. Hôm nay có ai trời lạnh lắm. Ồ. Mà ai mà mạnh đó. Sao? Nói từ ba ta xong rồi ông ơi. Chịu lắm. Hả? Khỏi rửa, nghĩ nó không chơi. We finally got two bags. Hai bịch quá nặng quá bự. Các anh đã bắt mấy con clam về cho các chị rồi nè. Sầu huyết, sầu huyết. Con sầu huyết cho các bạn nè. Chỗ đó nhưng mà rất là cạn. Anh này đừng định đi rồi vừa đi. Tại vì nó đúng ổ. Mình đúng ổ hả? Ừ, đúng. Đi cái chỗ của mình hay là không? Đứng chỗ bắt luôn đó, không không đi vòng vòng. Đúng ổ gần ngay bờ. Ngay đó thôi á, một chỗ một cái. Yeah. Bắt chỗ đó. Chỗ đó. Chắc lấy cái chỗ mà nó ở thì. Không ngay cái động của nó. Tài tài định đi, tài định đi về rồi. Luộc rồi, nó đâu rồi nãy giờ chưa? Đang luộc hả?
Trời mấy anh đi chừng 15 phút hả trời. Quá trời luôn. Ông Tổng bây giờ chuẩn bị ăn nha. Cả 2 tiếng. Wow, Tuyết Nguyễn, wow nhiều quá, Ngọc Ly, Tuyết Nguyễn, anh Lương. Còn bắt nữa là còn. Quá xinh. Thì đó, giờ Tyler thì thật sự không có bắt con nào hết, chỉ quay phim và làm eo thôi, ok? Và hứng mấy cái clam thôi, chứ thật sự mình không có bắt một con nào hết. Mấy phụ nữ và mấy anh đẹp trai bắt hết. Mình thật sự mình chỉ là quay phim và chụp ảnh thôi, ok? Nấu được ăn mình cũng nấu nữa. Có người nấu hết rồi. Ăn sau hết, nghỉ coi lực. Ăn tiếp. Tới ban đêm luôn cũng không hết nữa. Tại vì ở đây all you can eat, all you can pick, all you can catch. Sandy Hook Beach in New York City. It's close to New York City. So it's very fun. It's very natural. It's very tự nhiên và bình dân. Tiền bạc không quan trọng, chỉ là vui vẻ cùng các anh chị em tới đây thôi. Đấy guys. Có con nít nữa nè, con cái của các anh chị em cũng ở đây nè. Đúng rồi. Mình đi sao? Hồi nãy nước cao mình bắt mệt hơn, giờ nước thấp quá vậy. Hưng quay Thái ăn một con clam chứ một chỗ rồi. Các anh chị em có chín đâu mà ăn. Con Hên, Hên là mình lên như cái đó. Hên là mình lên như cái đó là cứ đứng đây xung quanh cứ nhấn xuống lụm, nhấn xuống lụm. Cái lửa này như thế nào? Không muốn lụm. Không phải gió nó thổi chứ chị. Too much, mặn quá. Mày không có thấy đâu, mày chỉ quay thôi. Quay không có dơ, bữa nay không có dơ. Ấm gì ghê vậy? Liếm cái cổ đi, liếm chút ớt có thấy bà. Hết hết pin gọi hồi xong biết đường về á nha, hết biết đường về á nha. Rồi đó sẽ trả phone nè, mày không muốn cầm phone đâu. Trời không bỏ xuống bò tiếp nữa kìa. Chưa đỡ, chưa đỡ gì. Chưa đỡ gì chứ với mò. Ăn xong rồi quăng ra ngoài biển luôn. Tại cái này thiên nhiên mà. Mấy ông này hơn vậy đi cũng 15 phút. Nước nó cạn lắm. Bây giờ nó lên rồi hả? Thấy rõ luôn hả? Thấy rõ luôn. Mấy ông cao. Nước nó lên có còn gì nữa. Không phải. Nước là nước nó trong nhưng mà khi mà tới á. Xoay á. Là mấy ông thấy được liền. Còn hồi nãy nó cao quá mình bị mỏi. Thấy không? Đi xung quanh nó không có, cái nghề chỗ đó nó có thôi à, xung quanh nó không có. Anh ơi, nghĩa là trong cái tự nhiên rồi. Nó có người tụ ra một chỗ đó bốc không à, còn xung quanh nó cứ thử từng vòng à. Chị biết cái mắt được quậy ra. Bây giờ đào đất cho các bé chơi. Yeah. And then mấy người lớn cũng gửa xòa. Sao biết? Sào lông. Rửa mấy con sào lông cho các anh chị em ăn. Không khác gì dân nông ở ngoài biển. Dân biển ở miền Tây. Ở Mỹ này cũng không khác gì ở Việt Nam. Cũng là dân ra biển kiếm ăn tự nhiên. Và không lo chuyện gì hết, chỉ lo kiếm ăn thôi. Bye guys. Hello guy, hello Thai. Daniel fan. Yeah, the part. My career, man. Làm biển, man, làm nông. Sĩ đó. Kỹ sư nghèo quá không có tiền. Yeah. Làm kỹ sư ở Phila. Kỹ sư mà nghèo không có tiền. Bây giờ ra làm chùi con sò lông. Một ngày chùi 100 con là cũng được $5 rồi. Bye guys. Trời, ông kia ổng còn bắt nữa kìa. Thấy không? Ổng thích bắt dễ sợ luôn đó. Tại sao nó giống quá. Mình thì không có bắt một con nào hết. Sarah Gordon. Hải Lệ. Alright. Run out of batteries on my phone and my wife's phone, so we're not gonna be online much longer. I drank all night and they still drag my ass out here to the beach.
but it's very fun. Because we get to catch all the clams in the world and eat it for free. We catch like 100, 200 so far, and it's a group of 20 of us. Cooking the clam with spicy sauce. Spicy lemon sauce, clam sauce. We got our own grill or stove, gas stove. Using this mat. My pretty wife. She's here. The infamous Lily Ngao. Phải không? Mỹ lúc nào cũng quảng cáo Lily là infamous luôn mà. Đâu phải là người thường nữa, nó nổi tiếng quá trời quá đất rồi. Kila đến nỗi mà nó đi chợ ở chợ mới Cherry Hill á, Mỹ cũng quay nó rồi ai cũng vô nó xì xù nói nhỏ này nè trong video đó nè. Rồi cái ông chủ á, ổng khác luôn. Ổng share cái video đó luôn, ổng share là you know, new customer browsing. Đi làm model, làm model, commercial models. We come with fam, bam bam. About to eat, y'all. I don't know what y'all gonna do, but I'm trying to eat some free clams from the earth. Ủa cái thằng nào nó bị rớt? Nguyên một con cua của thằng nào bị rớt luôn? Con cua hả? Em nói thiệt chứ bộ? Con cua của chị đâu vậy? Con cua của chị ai giục nó tiêu rồi? Trời ơi! Con cua bằng sắt đàng hoàng nha, đen còn lôi luôn. I'll eat the big one again. Damn, that's on big. Trời ơi, tao nghĩa phân đen nhờ kìa. Đen nhờ kìa, quá khó kìa. Đen nhờ nó làm kỹ sư bây giờ khó khăn quá, đi bắt làm bán tôi vợ. Ai cần anh Phúc. Ai cần anh Phúc. Khó khăn quá, giờ đi bắt làm. Đi phải làm giam, khó khăn lắm chị ơi. Cái này là quýt kê chó, cái kia quýt tiền. Đó, bây giờ bắt lên đi nuôi vợ. Rồi, bây giờ sửa xong tới bình thường cái đã. Có chừng có đầu cào, cần ngồi xuống cái chứ. Lũ. Sắp Thái Trần. The best nail artist of IGL. Anh Thái Trần. Muốn dĩa không? Muốn dĩa không? Mình có dĩa. Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là ra đây bắt clam miễn phí. Bắt 100 con, 200 con rồi. NYC baby. We're in New York City. It's called Sandy Hook Beach, 30 minutes away from NYC. We drove 2 hours to get here among a bunch of people. And we just want to have fun. We don't care about making money and who got more money or who's prettier. You know how it is. We don't care. We just want to have fun. Nó nhảm nhiều quá. Nó nhảm nhiều quá. Nè, chị làm anh làm cho bác Hiệp đi. Thấy. Con tay tội nghiệp quá. Em thêm muối ớt không? Dạ, muối cay. Dạ, trong đảo hả? Bên đây không, trong chợ đấy còn có khác sao? Bên đây không khác gì hả? Khác, không khác gì thay hiệu á. Không có khác luôn. Tại sao mình mới bắt lên mình nghĩ là sẽ có khác rồi. Biết rồi. Bắt lên nó chưa được, nó còn sống. Chỗ đêm it's ra, so nó big, so delicious. And... lạ quá. Hiệp màu ngay dưới chỗ của em là sò quá trời. Nhưng mà nhờ chị. Nhờ chị bắt rồi nó ổn em. À hả? Nhà chị hả? Wow. Chị á, chị. Giờ đặt chân xuống. Cao cả trời rồi nghe đúng chỗ cái hù đó. Không tay bắt lên, không tay. Chị đi đến đâu sò theo đó à. Nhưng mà anh toàn tới kia.
con nào mình bắt không được con nào luôn. Có liều vô nó bắt cái mình không bắt được con nào. Vậy nó biết con nào á. Ông Toàn tới cướp địa bàn. Lấy gì cho gái mà còn cười nữa vô. Dạ. Kiểu nào cũng được rồi. Ăn xong. Đi đâu dẫn anh Chí theo đừng dẫn anh Mò. Ăn xong rồi quăng ở ngoài biển nè. Thiên nhiên mà. Đâu ai phạt đâu. See? Because it's clams. Belongs in the earth, the beach. Không à, cái chỗ nó nhiều thiệt, vừa bỏ cái chân. Đúng chỗ, đúng rồi, đó như vậy, đúng chỗ cái khu đó đã rồi. Cái kiếm là không có luôn á. Mà ăn hoài mà không thấy no ha. Uống beer, uống rượu. It's the kids. My son, Aiden, say hi. My daughter, Isabella. Huy, Bùi. What's up, anh Thái Trần, thank you. Drink all fucking night. They still drag my ass here to the beach this morning. And I jump in the water twice, topless. I jump in the water, cause I'm fucking third. Vẫn chơi mà, sợ gì? Just wanna have fun, guys. Đang lên sóng mà. Hi, đi Lý. What's up? My infamous Lily Ngọc. Anh ơi em muốn được cõng. No, mình nói vậy chết mình thì mình đau lưng. Đồ lạnh lắm hả? Cởi này ra đi. Lạnh lắm hả? Cởi ra nhìn đẹp hơn. Cởi ra. Đẹp hay xấu? Cởi ra. Where's daddy, mommy? So Heidi, Heidi Lee, we got fresh clams. We got millions of fucking clams in the ocean. Look, we can't even eat it all because we ate like this much earlier. And now we got more of this much. And we got the gas grill, we got wine, liquor, mixed drinks. Lots of food, Vietnamese food, you know, fruits. We're in NYC, New York City, 30 minutes away. It's called Sandy Hook Beach. We're the only one in America that is at the beach right now. You know, the Asian community, everybody's hiding. Not us. I jumped in the water twice earlier too. Cold as shit. 65 degrees, windy, and I still jump in the water. Jen Nguyen, house is Sandy Hook, very, very secluded. It's like a big peninsula. See, it's like a big circle, like. Like it's really round, the sand circulate the whole island, and all the beach houses is over there across from me and behind me, so it's very nice, it's very hidden. Nobody really knows this beach, not even me. And all my friends told me to come here and catch clams, and I didn't believe them. I said, there's no damn clams here, but there is, they are. And we caught like 100 in like 5 minutes. The girls take longer because they were posing and trying to act cute, you know, shaking their legs and arms and ass. And the guys catch it real quick. It's only like a half a meter depth of water and you can catch it. You don't have to go out to 1 meter. Yeah,
So definitely I would love to recommend this to everyone. Comfortable with your family. Do your research, Google it. It's on the way to New York City, 30 minutes away from New York City. Merch right is on the right side. Yep. Having fun. See, we don't need money. We don't need, you know, a lot of disco lights and all that, you know. We just want to have normal, typical fun, naturally fun. Natural high among good friends. And we are all from all over Philly, New Jersey, everywhere. And we meet up here. We got here around 1 in the morning. I mean, 1 in the afternoon. And we're here since low battery. See, I climbed there before, but forgot which parking lot. Let me ask. Cái này parking lot nào vậy? Cái này parking lot nào vậy? C hả? C. Yeah. C is in cat. So just go through the parking lot and go through the beach. And it'll be on the right side about one city block or two city block. And that's the spot. See? Right there is where the street is, where we turn left, where all the boats are, into the parking lot C, and then you walk this way. One block is where we sit, and then we walk another block, and it's right there. Right there. Alright, quay đủ rồi. Hưng. Để mất kiếm đèn cái coi. Nhìn xấu quá rồi. Always looking fresh, baby. I'm going back to the gym next week. 6 weeks. It's going to take me to get back in shape. Oh, take a picture of all the kids, yep. So I'll get back in shape. It takes me 6 weeks, so looking forward to it. Since all my kids are back in class now, xếp lớp hết rồi, bây giờ có thời gian, now I have time to work out. So I can't wait to get back in shape. Alright, check you guys later.